Lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 24 thường niên, ngày 14 tháng 9 năm 2020. Thời gian nó cứ chạy vòng quanh như một cái trong chớp mơ. Lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 24 thường niên, ngày 14 tháng 9 năm 2020. Xin chào anh chị em. Chúng ta bắt đầu một tuần lễ mới. Chủ nhật thứ 24 thường niên, hôm nay là ngày thứ hai, 14 tháng 9. Ngày 14 tháng 9 lễ Suy tôn Thánh giá. Chúng tôi chia sẻ ngày lễ Suy tôn Thánh giá trong chuyên mục Chuyện đạo chuyện đời thứ hai 14 tháng 9. Mời anh chị em chúng ta cùng đón nghe trong Chuyện đạo chuyện đời thứ hai 14 tháng 9 lễ Suy tôn Thánh giá. Anh chị em mình dâng tuần lễ mới cho Chúa. Ở Việt Nam các nhà thờ đã sinh hoạt trở lại bình thường và chúng ta vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện cho cơn đại dịch được mau chấm dứt ở Việt Nam cũng như là các nước khác trên thế giới. Từ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 24 thường niên. Và mỗi ngày thứ hai anh chị em nhớ là cầu nguyện cho các người đã qua đời, trong đó có người thân của anh chị em, rồi cầu cho tất cả những người đã qua đời được hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Đó là tín điều các thánh cùng thông công, giáo hội lữ hành là trên trần gian cầu nguyện cho những người đã qua đời là giáo hội thanh luyện ở dưới luyện ngục, rồi những người dưới luyện ngục khi lên thiên đàng gọi là giáo hội khải hoàn lại cầu nguyện cho chúng ta, những người đang sống trong giáo hội lữ hành trần thế này. Đó là tín điều các thánh cùng thông công. Mỗi ngày thứ hai chúng ta nhớ đến những người thân yêu đã qua đời và cầu nguyện. Xin máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những lỗi lầm thiếu sót để đưa những người thân yêu của chúng ta, những người em đã qua đời về hưởng hạnh phúc thiên đàng bên lòng Chúa thương xót. Bài đọc một năm chẵn trích trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, chương 11 câu 17 đến câu 26 và câu 33. 1 Corinto chương 11 câu 17, câu 26, câu 33. Bài trích thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, nhân lúc đưa ra một số chỉ thị, tôi chẳng khen anh em đâu. Vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại. Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau. Và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có. Nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước. Và như thế, kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dè hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này, tôi chẳng khen đâu. Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói, đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói, chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Thật vậy,
cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Cho nên, thưa anh em, khi họp nhau để dùng bữa, anh em hãy đợi nhau. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con. Lễ toàn thiêu và lễ xã tội Chúa không đòi. Con liền thưa, này con xin đến. Anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Trong sách có lời chép về con, rằng con thích làm theo thanh ý và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con. Anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội, lạy Chúa, Ngài từng biết, con đâu có ngậm miệng làm thinh. Anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài, và những ai cảm mến ơn Ngài tê độ luôn nói rằng Đức Chúa vĩ đại thay. Anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Hallelujah, hallelujah. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của Người thì được sống muôn đời. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Thánh Luca chương 7 câu 1 đến câu 10. Luca 7 1 đến 10. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta, và lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hiệu ra nói với Ngài: Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này, đi là nó đi. Bảo người kia, đến là nó đến. Và bảo nô lệ của tôi, làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Về đến nhà, những người đã được sai đi, thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nhân dịp kỷ niệm 160 năm Thánh Gioan Maria Vianney qua đời, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho các linh mục trên toàn thế giới để cảm ơn, khích lệ và nâng đỡ các vị trong việc phục vụ hàng ngày dành cho dân Chúa giữa bao nhiêu khó khăn. Thư mang chữ ký của Đức Thánh Cha Francisco tại đền thờ Thánh Gioan Laterano đúng ngày 4 tháng 8 nhân ngày lễ kính Thánh Cha Sở Họ Ax bên Pháp, Thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng các cha sở trong toàn giáo hội, mẫu gương linh mục tận tụy với sứ mạng cho đến cùng.
Trong thư, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến thảm trạng những vụ lạm dụng, tiếng kêu đau thương của các nạn nhân bị lạm dụng do những người mà không bao giờ họ tưởng tượng có thể hành động như vậy. Thảm trạng đó đè nặng trên vai của mỗi linh mục. Nhiều linh mục bị người ta vơ đũa cả nắm, nhìn với sự phẫn nộ và ngờ vực vì những lỗi mà các vị không hề phạm. Nhưng những lỗi ấy tiếp tục là vết thương rướm máu đối với toàn thể thân mình giáo hội. Qua bức thư, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi, khích lệ, nâng đỡ và an ủi tất cả các linh mục. Những vị hàng ngày bất chấp mệt mỏi, bất mãn và hiểu lầm, vẫn luôn mở rộng cửa thánh đường và cử hành các bí tích. Những linh mục vượt thắng sầu muộn và lối sống theo thói quen, tiếp tục dấn thân đón tiếp những ai đang cần một lời an ủi, đồng hành. Những linh mục hàng ngày viếng thăm giáo dân, hiến thân không chút dè dặt, khóc với người khóc và vui với những người vui mừng, cảm thông với các linh mục gặp khó khăn. Đức Thánh Cha bày tỏ cảm thông và cảm ơn các linh mục đang sống trong chiến hào, nhiều khi liều mạng để gần gũi dân. Những linh mục ngày qua ngày phải đi xuồng hoặc di chuyển bằng mọi phương thế để đi tới những làng ở vùng sâu vùng xa, tìm kiếm những con chiên bị cô lập với đoàn chiên. Đức Thánh Cha nhận rằng đó là một sự cao cả của các linh mục ít được kể tới trong đời sống thường nhật của giáo hội. Một sự cao cả có thể tạo nên lịch sử, cho dù không bao giờ được nhắc đến trong những cuốn sách giáo khoa hoặc được dư luận nói đến. Đó là sự cao cả của sự phục vụ trong âm thầm, của người hiến thân phục vụ mà không được biết đến, chỉ tín thác vào ơn thánh của Chúa. Đó là sự cao cả của các linh mục hiến thân cho tha nhân, của những người có tội được tha thứ, như Đức Thánh Cha tự định nghĩa bản thân là người đang và tiếp tục cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa, để Chúa đề ra sáng kiến và theo Chúa trong việc phục vụ các cộng đoàn đã được ủy thác cho mình. Những ý tưởng nòng cốt trên đây được Đức Thánh Cha khai triển và trình bày trong thư dài 10 trang, được chia làm 4 phần, lần lượt có tựa đề đau khổ, biết ơn, khích lệ can đảm và sau cùng là ngợi khen. Trong phần chót này, Đức Thánh Cha nhắc nhủ các linh mục hãy noi gương mẹ Maria và dâng lên Chúa lời chúc tụng. Ngài viết: nếu đôi khi chúng ta cảm thấy bị cám dỗ, muốn tự cô lập, khép kín vào mình và trong các dự phóng của bản thân, tự bảo vệ mình khỏi những con đường bụi bặm của lịch sử, hoặc khi những than vãn, phản đối, phê bình hoặc mỉa mai chiếm hữu, cai trị hành động của chúng ta, và chúng ta không còn muốn chiến đấu, chờ đợi và yêu thương, chúng ta hãy nhìn lên mẹ Maria để mẹ thanh tẩy, lấy khỏi đôi mắt chúng ta những cọng rơm ngăn cản không cho chúng ta chú tâm và tỉnh thức để chiêm ngắm và cử hành Chúa Kitô đang sống giữa dân của Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: hỡi anh em, một lần nữa tôi không ngừng cảm tạ Chúa khi tôi nhớ đến anh em vì lòng tận tụy và sứ mạng của anh em, với xác tín rằng Thiên Chúa tháo gỡ đi những tảng đá cứng nhất làm vỡ tan hy vọng và mong đợi, đó là chết chóc, tội lỗi, sợ hãi, tinh thần trần tục. Lịch sử nhân loại không kết thúc trước một tấm bia chắn mộ, vì ngày nay lịch sử ấy khám phá thấy tảng đá sống động là Chúa Giêsu phục sinh. Trong tư cách là giáo hội, chúng ta được xây dựng trên Ngài
và cả khi chúng ta mất can đảm, khi chúng ta bị cám dỗ muốn phán đoán mọi sự dựa trên căn bản những thất bại của chúng ta, Chúa vẫn đến để đổi mới mọi sự. Thưa anh chị em là linh mục, nghe được lời của Đức Thánh Cha Francisco nói với chúng tôi, rất là vui, rất là xúc động, vì thấy có một người đầu của giáo hội đứng mũi chịu sào, quan tâm đến các linh mục. Những lời nhắn nhủ như là của một người cha, của một người anh, của một người bạn đồng hành với chúng tôi. Và anh em chúng tôi vẫn nói với nhau. Vừa rồi khi đi tĩnh tâm ở ngoài Bãi Dâu, trung tâm mục vụ, Đức Cha, Cha Giám Đốc và các anh em 13 người, thay vì tĩnh tâm 5 cho tất cả các linh mục trong giáo phận, không được vì lý do là virus corona, không thể tập trung được, thì tất cả anh em trong trung tâm mục vụ 13 người được Đức Cha phụ tá hướng dẫn tĩnh tâm. Và trong những ngày tĩnh tâm đó, chúng tôi thấy được một cái điểm mà bản thân tôi rút ra một câu thôi, đó là anh em linh mục mình không thương nhau thì thương ai? Anh em linh mục mà không thương nhau thì còn biết thương ai nữa bây giờ? Đôi khi mình chăm lo cho những người giáo dân, nhưng mà quên là chăm lo cho nhau nữa. Và Đức Thánh Cha Francisco cũng nói với các giám mục rằng các giám mục phải gần gũi linh mục hơn nữa, vì người mà gần gũi với giám mục nhất chính là các linh mục. Cho nên giám mục phải quan tâm chăm sóc cho các linh mục như người bạn, không có bỏ rơi anh em mình dẫu cho họ có thế nào. Và giữa những khó khăn thử thách trong đời sống dân hiến, Đức Thánh Cha khích lệ tất cả anh em chúng tôi, và chúng tôi cũng mong muốn tha thiết xin anh chị em tín hữu hãy thương đến các anh em linh mục mà cầu nguyện để Chúa đấng nhiều lòng thương xót cho chúng tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, như là Đức Thánh Cha Francisco nói, đã và đang cảm nhận nơi bản thân mình là con người tội lỗi, con người được Chúa thương xót, và đi loan báo và làm chứng lòng thương xót của Chúa cho những anh chị em tín hữu của mình. Cho nên anh em linh mục mình không thương nhau thì còn thương ai nữa đây? Thương nhau còn không hết, nói gì ghét nhau, nói gì ganh tị nhau, nói gì ghen tuông hoặc nói xấu nhau. Thương lắm. Những anh em linh mục mình không thương nhau còn biết thương ai? Và điều đó Phaolô trong bài đọc một ngày hôm nay, thứ hai sau Chủ nhật thứ 14 thường niên, cho chúng ta thấy là người đứng đầu một chủ chăn trong một cộng đoàn mà nơi đó người ta chia rẽ nhau, nơi đó người ta phân biệt giàu nghèo, nơi đó người ta làm điều mà Phaolô bảo rằng là mỗi người lo bữa ăn của mình trước khi họp nhau, thì không phải là để lo bữa ăn tối của Chúa. Kẻ thì đói, người lại say, anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dễ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Vì trong cộng đoàn mà có sự phân biệt giàu nghèo, kẻ thì đói, người thì no, người thì lại say sưa, dư dệ thừa. Mà mỗi lần họp nhau như vậy thì Phaolô bảo rằng là những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây hại thôi. Vì tôi nghe rằng họp cộng đoàn anh em chia rẽ nhau. Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. Cho nên khi họp nhau mà để cử hành bữa ăn tối của Chúa, tức là cử hành thánh lễ, tức là tham dự lễ bẻ bánh, thì ngày xưa người ta đem bánh đến, rồi người ta để làm của chung,
rồi chia sẻ đồng đều cho nhau, rồi sau đó mới đọc lời truyền phép như là Phaolô nói: điều tôi lãnh nhận từ nơi Chúa tôi xin truyền lại cho anh em, là trong đêm bị nộp, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi bẻ ra và nói: đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói: chén này là giao ước mới lập bằng máu Thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Thì thưa anh em, là người ta họp nhau sau khi đã bẻ bánh chia sẻ với nhau rồi, thì người ta bắt đầu cử hành thánh lễ, cử hành thánh thể. Thì đáng lý ra là mỗi lần ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Thay vì loan truyền Chúa đã chịu chết thì mỗi lần họp nhau như vậy thì chẳng đem lại ích gì mà chỉ gây hại thôi. Vì anh em chia rẽ nhau, mà trong chuyện chia rẽ đó, nặng nề nhất là việc mà chia rẽ phân biệt giữa người giàu với người nghèo. Không có sự hiệp thông, không có sự chia sẻ. Đó là điều mà Phaolô nói rằng tôi không có khen anh em được. Về vì điểm này tôi không khen anh em đâu. Và tôi bắt buộc phải nói thật với anh em như vậy. Người mục tử, người lãnh đạo trong cộng đoàn, mà gặp một cộng đoàn chia rẽ, gặp một cộng đoàn phân biệt giàu nghèo, gặp một cộng đoàn mà mỗi lần họp nhau thì không đem lại lấy gì mà chỉ gây tai hại. Cái đó là cái khó khăn, thử thách cho người lãnh đạo. Và anh chị em mình, mỗi lần họp mặt nhau thì chúng ta cố gắng những buổi họp mặt phải là những buổi hiệp thông, chia sẻ và cầu nguyện. Đôi khi có những người nói: thưa cha, con chẳng muốn đi họp nữa. Sao vậy? Họp nó sinh tội rồi. Cứ ngồi nói chuyện tí xong rồi chuyện mình hết, bắt đầu lôi chuyện người khác ra, rồi ngồi phê bình, chỉ trích, nói hành, nói xấu. Nói xấu người vắng mặt, nói xấu cha sở, nói xấu cha phó, nói xấu bà sơ, nói xấu những người khác. Cứ thấy cái rác nơi mắt anh em mà chẳng thấy cái xà trong mắt mình. Cho nên có nhiều người rút lui, không muốn đi tham dự, không muốn đi sinh hoạt là vì như vậy. Mà anh chị em đừng lấy làm lạ. Điều này đã có cách đây cả hơn, năm nay là năm 2020 rồi, cả 2000 năm. Mà cái chuyện họp nhau không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây tai hại, vì lý do là chia rẽ, vì lý do là phân biệt giàu nghèo, vì lý do là ngồi sầm xì bàn tán với nhau. Có khi ta đến tham dự thánh lễ, trước giờ lễ mình nên đến sớm ít phút để chuẩn bị tâm hồn tham dự thánh lễ, để lắng lòng xuống, tĩnh lại những cái xôn xao, những cái náo động, những cái lộn xộn trong đời sống gia đình, trong công ăn việc làm, cho nó lắng xuống để mình chuẩn bị vào thánh lễ. Thì có những người đến sớm, thay vì vào trong nhà thờ, nhà nguyện để lắng xuống, thì ngồi ngoài tụng năm tụng ba, nói chuyện bàn tán xì xèo: cái con kia áo dài, ôi cái thằng này quần sọc này, ôi cái bà sơ này, ngồi nhìn người ta đi lễ mà mình phê bình: này nó có xe này, này nó có giày này, nó có sách cái giỏ này, cái con kia tóc ngụm nửa nòi nửa kia, cái thằng này đồng hồ to quá, vân vân. Thế thì mình đi lễ, mình làm cho cái tâm hồn mình nó không có lắng xuống được để bước vào thánh lễ. Phaolô bảo tôi không có khen anh em được về cái điểm này là vậy. Chuyện này đã xảy ra cách đây cả 2000 năm rồi. Cho nên có nhiều người bảo tôi con thật chán quá, con không muốn đi nữa. Bảo không, mình biết như vậy, mình đừng làm như vậy, mà mình làm điều tốt để mình làm gương cho người khác. Chứ còn nếu mà mình nói rằng là ở đó nó lộn xộn quá, con không muốn tham gia, thì mình rút lui và mình lại co cụm lại. Mẹ Đức Thánh Cha Francisco nói là anh em đừng co cụm lại. Bị cám dỗ là muốn tự cô lập, khép
kín mình vào trong các dự phóng của bản thân, tự bảo vệ mình khỏi những con đường bụi bặm của lịch sử. Hoặc khi những than vãn phản đối, phê bình hoặc mỉa mai chiếm hữu, cai trị hành động của chúng ta không còn muốn chiến đấu. Chúng ta không còn muốn chiến đấu nữa. Cho nên mỗi người, anh xem mình được gọi là muối, làm cho mặn, làm men, cái men của yêu thương, men của lòng thương xót nó phải lan tỏa. Cho nên khi người ta nói xấu người khác, mình nghe mình mỉm cười và nói tốt đi. Đừng có về hùa. Ta có cái tội là về hùa. Người ta nói xấu, ôi cái ông này, ôi hả, ôi, mà thấy ông sao, tôi cũng thấy vậy đó. Cái cô kia, đúng rồi, tôi cũng thấy vậy đó. Bà thấy ra, bà nói tôi nghe coi. Thế là mình mồi thêm, đổ dầu vào lửa, làm cho người ta càng ngày, ta càng nói xấu toang lên. Còn mình nghe mình mỉm cười và mình lái câu chuyện sang cái hướng tích cực. Ồ vậy hả, nhưng mà tôi thấy có cái điểm hay này nè, làm người ta cột hứng, thấy không? Mình đừng có về hùa. Nói vậy chứ mình chỉ có thấy được bên ngoài, chứ còn bên trong mình chưa biết được đâu. Thôi, mình đừng có vội phán đoán anh em mình. Thôi, kệ nó, cái gì nó qua thôi. Đừng có nhắc lại nữa. Cái người nhắc lại, trời tôi tức quá bà ơi, họp lần trước đó, trời ơi, tôi tức lắm, bây giờ tôi mới nói. Ồ, lần trước họp mà không chịu nói thì thôi, cái gì nó qua, cho nó qua đi. Cái lôi chuyện cũ, nhắc cái chuyện cũ để làm cái gì? Đúng không, thưa anh chị em? Thì khi mình họp nhau, nó là đâu có hai ba người họp nhau cầu nguyện thì có Chúa ở giữa. Họp nhau cầu nguyện Chúa ở giữa chứ đâu phải họp nhau để mà sầm xì. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng đó là cái tội nặng, tội sầm xì, nó phá hoại cộng đoàn. Mà Phaolô thấy rõ chuyện đó, cho nên nói rằng là tội lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em là trong đêm bị đột thì Chúa thực hiện cái điều này nè. Chúa cầm lấy bánh, Chúa cầm lấy rượu và Chúa nói hãy nhận lấy này là mình thầy, là máu thầy. Và mỗi lần anh em họp nhau như vậy, cử hành như vậy là anh em loan truyền cho mọi người biết là Chúa đã chết vì yêu thương con người. Lòng thương xót Chúa được thể hiện nơi bí tích thánh thể, làm chứng cho mọi người thấy rằng là chúng ta đang được Chúa xót thương và phải biết xót thương nhau. Đang được Chúa xót thương và phải biết xót thương nhau khi cử hành thánh thể, khi đến tham dự thánh lễ. Cái điều đó là cái điều chính yếu. Nãy có anh em nói chuyện, tôi nói đưa cho mấy nhà thờ mẫu họ đang làm, có một nhà thờ đâu rất là đẹp mà làm bằng mô hình, đó là một cái triều thiên đội lên đầu Đức Mẹ. Tôi nói làm nhà thờ này chắc tốn kém lắm, nguyên một cái triều thiên mà làm trang trí thành cái nóc cả chùm lên nhà thờ, tức là nhà thờ hình triều thiên, bên trên phải vòng vèo bao nhiêu thứ, là tốn kém vô cùng. Đẹp thì có đẹp nhưng mà công phu và tốn kém. Tôi nói nếu mà tôi có làm, tôi cũng chỉ không có dám mơ mộng như vậy, làm bình thường, giống như là một ngôi nhà nguyện, cần là nó rộng để cho anh chị em có chỗ cầu nguyện thôi. Đó là mà mở ra cái là người ta chui vào, ta chen vào, không, tôi sẽ cố gắng tôi kiếm đất rộng, làm rộng thoáng bốn chung quanh để mọi người đi vô thoải mái, không phải là đếm 1, 2, 3 mở cửa lao vào như là sóng thần nó lao vào. Bọn Giê-xu trước tôi cứ thấy mỗi lần mở cửa là họ lao vào như là sóng, có người bảo con đâu có kịp đi đâu, còn sao họ đẩy con tới phát tới cung thánh luôn, sướng. Tôi nói cũng mừng chứ, mừng là thay vì người ta ngồi ngoài người ta tám, ta đi ăn cỗ vặt rồi người ta ngồi người ta tám chuyện này chuyện kia, thì người ta tranh thủ người ta lao vào trong nhà thờ, nghe cũng sướng chứ. Tìm đâu được chỗ mà cửa vừa mở là người ta lao vào nhà thờ, chứ người ta không ngồi ngoài rồi người ta tám rồi người ta lùa vào còn chưa chịu vào. Thì thưa anh chị em, làm sao mà mình mỗi lần mình đến tham dự thánh lễ mình cảm thấy được rằng là tôi đến để tôi hiệp thông với Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa nơi bí tích thánh thể, là đón nhận mình và máu thánh Chúa. Đồng thời không phải là tôi nhận cho riêng tôi, nhưng tất cả mọi người chúng tôi cùng tham dự vào tiệc thánh thể đó. Chúa đã chết cho chúng tôi, Chúa chết cho mỗi người chúng tôi. Máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tất cả tội lỗi chúng tôi. Chúa đã chết để quy tụ chúng tôi lại với nhau. Thì khi cử hành thánh thể,
tất cả những giận hờn, những buồn phiền, những ghen ghét, những ghen tị, cái đó thì phải tan biến đi, phải tan biến đi. Còn nếu mà không thì Phaolô bảo rằng là tôi chẳng có khen anh em được gì cả, họp nhau không lợi ích gì mà chỉ gây tai hại, đi chia rẽ thôi, nó hành nó xấu nhau, rồi lên rồi chửi mắng, chửi xấu, chửi nhau thì được ích lợi gì. Đấy, thì thưa anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi, để mỗi lần mà cử hành thánh thể phải sống lại, để người ta nhìn thấy khi linh mục cử hành thánh thể, ta nhận ra rằng là đây là chính Chúa đang hiện thân nơi người linh mục đó, cử hành với tất cả cái sự sốt sáng, với cái sự trang nghiêm, với cái sự thân tình, với cái sự gần gũi, với sự cởi mở, và mọi người họp nó lại cử hành thánh thể trong sự trang nghiêm, trong sự tôn kính, nhưng vẫn trong sự hiệp thông được với nhau trong tình huynh đệ. Đôi khi chúng ta chỉ có một chiều, là con rước Chúa thì con nghiêm trang sốt sáng lắm, nhưng mà không có chơi với đứa bên cạnh, không có chơi với ai cả, chỉ biết mình con với Chúa thôi, cái điều đó không có được. Chúng ta như vậy thì hôm nay lễ suy tôn thánh giá, chúng thấy thánh giá là có chiều dọc và cái chiều ngang. Là chiều dọc là ta kết hợp với Chúa, nhưng cái ngang của cái thập giá là nối kết với nhau nữa mới thành cái thập giá. Giáo hội là nơi mà Chúa quy tụ mọi người lại, chúng ta hướng về Chúa, đồng thời chúng ta gặp gỡ được với nhau. Nếu mà tôi cầu nguyện được với Chúa mà tôi không nối kết được với anh em thì lời cầu nguyện của tôi chưa đạt. Và tôi chỉ có thể kết hợp thực sự được với Chúa khi mà tôi có thể hiệp thông nối kết được với anh em của tôi. Đó là điều mà chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khi Chúa Giêsu giảng dạy cho dân chúng thì cái một người đại đội trưởng kia là một người ngoại đạo mà đến với Chúa và xin Chúa đến chữa cho thưa Ngài. Ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. Và Chúa Giêsu đi với họ. Khi người còn cách xa biên sĩ quan thì biên sĩ quan nói rằng con không đáng người ngự vào nhà con. Mỗi lời này là chúng ta lặp lại mỗi lần đi tham dự thánh lễ, trước khi rước lễ, lạy Chúa con không xứng đáng, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con lành mạnh. Linh hồn con lành mạnh, linh hồn con được chữa lành, cũng như là nếu mà con đang, tâm hồn con đang bị vướng mắc, tâm hồn con đang bị thương tổn, đang bị xúc phạm, đang rạn nứt đổ vỡ trong trái tim của con vì mối tương quan với vợ, với chồng, với anh chị em, với bạn bè của con, thì khi con rước Chúa vào thì con được Chúa chữa lành, có nghĩa là con không còn mối bất hòa, giận hờn ghen tức với anh chị em của mình nữa, và con cũng xóa đi được cái mối giận hờn mà người ta làm con bị tổn thương, những vết thương lòng. Chúa chữa lành. Đấy, khi mình rước Chúa vào phải rước Chúa mà xin Chúa chữa lành. Mỗi lần rước Chúa vào, ta khao khát cầu nguyện với Chúa như là người đại đội trưởng này, là con không đáng ngày ngày vào nhà con chỉ xin Ngài phán một lời thôi. Bây giờ chúng ta không phải Chúa chỉ phán một lời mà Chúa thực sự ngự vào trong tâm hồn của ta. Ta được rước với Chúa, được kết hợp với Chúa rồi. Cái lòng tin của người đại đội trưởng nó mạnh cỡ đó. Còn bây giờ mình rước Chúa vào, thực sự mình có tin rằng là đây là bí tích thánh thể, quyền năng lòng thương xót của Chúa chữa lành cho tôi hay không? Chữa lành tâm hồn và chữa lành cả thân xác của tôi nữa hay không? Có xác tín được điều đó hay không? Mà nếu mình xác tín được điều đó có nghĩa là mình phải để cho Chúa chữa lành. Và để cho Chúa chữa lành có nghĩa là mình cũng xin Chúa chữa lành mối tương quan của con với anh em của con. Mà muốn được Chúa chữa lành thì mình phải cộng tác với Chúa. Là con có tha thứ cho chính bản thân con không? Con cũng muốn ta chữa lành cho vết thương của con không? Mà muốn ta chữa lành vết thương của con thì thôi quên những cái chuyện buồn đi. Quên đi những gì người ta xúc phạm đến mình đi. Quên đi những lời nói mà nó làm tổn thương mình đi. Mình tha thứ rồi mình không có quên đi. Mình cứ giữ lại. Làm sao Chúa chữa lành cho mình được? Chị em thấy không ạ? Muốn Chúa chữa cho mình mà mình không muốn được Chúa chữa. Vì mình không muốn quên. Thôi không được đâu Chúa ơi. Con là con ngớ đấy là con tức lắm mà. Nhìn cái mặt nó mà con rước lễ mà con quay xuống rồi. Thế nó còn nhìn con. Mình cũng đi lễ đây à?
hát ca đoàn mà thấy nó lên solo là cũng muốn điên lên rồi. Lễ mà thấy nó còn được lên đọc sách thánh nữa chứ. Mặt nó đọc sách thánh. Thì thưa anh chị em, như vậy thì làm sao mà Chúa chữa lành cho mình được? Sáng nay tôi gặp một cái người chị em đến. Tôi thấy người ngoại đạo mà lòng tin của họ cũng chẳng kém gì viên đại đội trưởng ở đây. Nói thật với anh chị em, 15 năm đi làm công việc loan truyền lòng Chúa thương xót, tôi chứng được không biết bao nhiêu những viên đại đội trưởng của ngày hôm nay, những người ngoại đạo, lòng tin của họ mạnh lắm. Và Chúa làm những việc rất là nhãn tiền. Sáng đó tôi đi lấy xe đạp. Mỗi buổi sáng tôi lấy xe đạp, tôi đạp một vòng. Tôi tập thể dục cho nó khỏe. Nên mấy sơ thấy tôi đội cái mũ xong rồi đi đạp cái xe cũng ngạc nhiên. Xong cái ông nào mà nó ở giữa thành phố này, ai cũng đi xe. Mấy sơ, mấy thầy đi học đi xe đa hò ào. Đi ra cái cổng, thấy tôi đạp xe đạp lóc ca lóc cóc đi không. Thì cái bà nói, thưa cha con mới đạp cha. À, bà bịt khẩu trang. Tôi nghe cái giọng, nhìn ánh mắt thì tôi thấy quen. Nói, chị sao rồi? Nói hôm nay con đến, con không có phải đến để xin cha cầu nguyện đâu, con đến để xin tạ ơn Chúa. Và chị được ơn sao? Mỗi lần đến là chị cứ dắt đứa con gái của chị đến về đưa con gái nó đâu rồi. Bảo nó đi làm rồi cha, nhìn nó ngon rồi cha. Vậy thôi chị kể tôi nghe cái chuyện chị được ơn như thế nào. Đó là chị ta là người ngoại đạo và quê ở ngoài Thanh Hóa, lấy chồng ngoài Hà Nội. Khi lấy chồng thì chị nói 15 năm con sống trong địa ngục trần gian. Chồng của con không thiếu một thứ gì, tứ đổ tường. Mỗi cái xì ghe ma túy là chưa dính thôi. Toàn cờ bạc, rượu chè, gái hú, đề đóm, cá độ bóng đá. Rồi mỗi lần nợ giang hồ nó đòi, lại phải về nã con. Mà nếu con không trả nợ dùm là đánh, là đập, là chửi. Suốt 15 năm con làm như một con trâu, như một người đầy tớ. Mà anh ta thì đưa hết con này đến con kia về nhà, rồi bắt con hầu hạ. Con có hai đứa con. Đứa con cái của con nó 23 tuổi. Đứa trai thì nó mới có 13 tuổi. Hai đứa nó chứng kiến cảnh đó. Và đứa con gái của con nó thề là không bao giờ lấy chồng nữa. Vì nó hận bố nó, hận người đàn ông như vậy. Thì lúc mà con đi về Hà Nội, về đám tang của một người quen, rồi đến Hà Nội thì con gặp một cái người giúp việc trong gia đình của bà nội. Thấy cái hoàn cảnh con như vậy thì cái bà mới nói với con thế này: đi vào nhà bè đi, gặp cha Long đi. Nó mới vậy thôi thì cha biết là người đang ở giữa dòng sông mà chết đuối, gặp cái phao nào là bám lại thôi. Gặp bẹ chuối thì bám bẹ chuối, gặp cái chai thì bám cái chai. Thì con đã đi biết bao nhiêu thầy, tốn biết bao nhiêu tiền, cúng cho nó có khi cả chục triệu. Nó bảo là cúng xong rồi về chồng con nó không đánh nữa, mà vừa mới cúng xong về nắm cổ đánh ngay cho một trận tại cửa. Vì cái tội đi cúng. Bảo là đi cúng để ám bùa nó, cho nó chết sớm. Biết bao nhiêu chỗ rồi, chỗ nào nó nghe nói con đi. Bây giờ nghe mới vậy. Thế là con đi vào từ phi trường, con bắt taxi. Con chỉ biết là mỗi nhà bè, mà nhà bè cả cái huyện nó rộng như vậy. Rồi cha Long lái con chưa hề biết. Thì con lên taxi, con nói, ông taxi gọi, chị muốn đi đâu? Tôi muốn đến nhà bè. Ông taxi vừa nghe nói nhà bè vào, vậy có phải đến cha Long không? Thế bà này bà nghe vậy mừng quá, đúng rồi. Thế là chờ con đến. Mà khi con đến là một tuần lễ cuối cùng trước khi cha rời. Con đến con thấy con sợ. Thứ nhất là nó quá đông. Thứ hai là con là người ngoại đạo. Không biết là họ cho mình vô hay không. Vô đó thì không biết làm cái gì bây giờ. Nhưng mà khi con đến
Con thấy đông thì rất đông, nhưng mà có điều con ngạc nhiên là sao mà tôi giữ trật tự tốt quá vậy? Không có xô đẩy, không có xô sát chen lấn như là những chỗ lễ hội đông người. Con vô con nghe, thấy người ta cầu nguyện, con bắt chước rồi con nghe giảng. Và con ở từ sáng đến chiều. Tối con về nhà, con gọi con gái của con đi. Hai mẹ con sáng nào cũng xách xe đi, từ sáng đến tối, cho đến ngày cuối cùng cha rời khỏi giao điểm tin mừng. Thì khi con về, con vẫn tiếp tục cầu nguyện, rồng Chúa thương xót 3 giờ. Rồi cha có nhớ là cái đêm mấy tháng, hai mẹ con đến với cha, xin cha cầu nguyện cho nhớ không? Và có hai lần chị cứ đến, chị cứ nói là người ngoại đạo, rồi nhà ở Vincom, Vinkết kỳ quận 2 gì đó, tôi nhớ. Mà chị kể chuyện mà cầu cho chồng. Và bây giờ sao rồi? Bây giờ anh ấy ngoan lắm cha ơi, quay 180 độ. Tức là không bài bạc, không rượu chè, không gái gú. Đi làm về là ở nhà, rồi hỏi thăm vợ con của con. Là không có một cái gì nữa mà mọi người ta ngạc nhiên. Ai cũng hỏi con là có chuyện gì xảy ra với cái anh chồng của con mà như vậy, vì anh nổi tiếng quá. Tôi nói lòng Chúa thương xót. Và chị ngoại đạo, chị biết lòng Chúa thương xót là cái gì. Chị tụ ngoại đạo, tôi chỉ nghe lòng Chúa thương xót thì tôi đến tôi cầu nguyện thôi. Tôi đâu biết sao. Vì mỗi 3 giờ chiều là tôi đọc kinh lòng thương xót Chúa ngon hơn là người có đạo nữa. Rồi tôi bảo vậy đứa con gái của chị về làm sao rồi. Con gái con có bồ rồi cha. Giờ nó quen được cái thằng đó ngoan lắm. Hồi trước nó thề nó không lấy chồng cơ mà. Bảo đúng. Nhưng mà nó thấy bố nó quay trở lại như vậy. Nó bảo thôi vậy thì lấy chồng. Bây giờ nó quen một cái thằng hiền lắm, anh bạn nó cũng hiền lắm, mà lại có công ăn việc làm, hai đứa nó bán nước gì đó, đang Covid mà mọi người thất nghiệp, mọi người ế ẩm mà hai đứa nó bán được lắm cha. Nó bảo nó lành, nó ghé lại cha. Bây giờ con tin vào lòng Chúa thương xót, mặc dù con là người ngoại đạo. Con muốn đến con nói với cha để cha nói lại cho mọi người về quyền năng lòng Chúa thương xót, đói thương đến những người ngoại đạo. Đây là gia đình của con. Tôi xin lỗi không được nói tên của chị ra hay địa chỉ, mà rất là chính xác. Có tên, địa chỉ, số điện thoại đầy đủ. Chị đưa nói ai cần, con sẽ cho, để làm chứng cho mọi người thấy con, một người ngoại đạo. Gia đình con bên bờ của vực thẳm. Gia đình con sống trong hỏa ngục trần gian 15 năm trời. Mà một người giúp việc cho gia đình của bên nội nói với con chỉ một điều là nhà bè chào lòng. Mà con đến, Chúa đưa con đến, Chúa chữa lành cho gia đình của con, và Chúa ban lòng tin cho con gái của con. Và con nghĩ tin rằng một ngày nào đó chồng con cũng sẽ được ơn. Bây giờ thì anh được ơn là một người tốt rồi. Con thấy không thể tưởng tượng được nó có thể xảy ra. Và những người thân của con biết về chồng của con. Vì có nhiều lần con đã tự tử rồi mà thưa cha. Nhưng mà vì nghĩ đến hai đứa con của con cho nên con lại thôi. Rất nhiều lần như vậy. Tuyệt vọng, không còn bám víu vào ai. Thì đó là điều mà hôm nay Chúa thán phục với người đại đội trưởng. Và nói với đám đông rằng tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Đi loan truyền lòng Chúa thương xót, làm công việc, công cuộc lòng Chúa thương xót. Tôi thấy rõ, chứng rõ được cái điều đó. Bằng chứng là khi tôi rời giáo điểm tin mừng, là mỗi buổi chiều Chủ nhật trước khi rời, cả mấy tháng liền như vậy, Chủ nhật nào cũng có cả 3-5 ngàn người ngoại đạo. Họ đến họ tham dự thánh lễ hoặc cầu nguyện. Tôi gọi là lễ thánh lễ cho người ngoại đạo 7 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Tất cả anh chị em đều thấy rõ chuyện đó. Những video còn lại và những người ngoại đạo họ lên họ nhận cuốn tin mừng, họ lên nhận cuốn cầu nguyện lòng Chúa thương xót tâm thư lòng nhân hậu, lên nhận ảnh, lên nhận trang chuỗi, lên nhận máy. Cứ 5 món quà đó họ cầm trên tay. Tất cả những người ngoại đạo, người tôn giáo bạn đến tham dự thánh lễ, đến cầu nguyện đều nhận được 5 món quà đó. Và họ lại là người mà đem đi
trao tặng và giới thiệu lòng Chúa thương xót cho người có đạo. Họ lên họ nói, họ chia sẻ, anh chị em thấy điều đó. Người có đạo lên nói rằng là con biết để lòng thương xót Chúa, nhờ cái ông này, nhờ bà kia, họ không có đạo, họ nói cho con biết, họ dẫn con đến đây. Thương chị em, Chúa làm cái điều mà không thể tưởng tượng được. Mình có muốn chối cãi, mình có muốn chống đối, cũng không thể nào Chúa khái chống đối được, vì đó là cái sự hiển nhiên. Mà Chúa Giêsu nói rằng là tôi chưa thấy người nào trong Israel có được một lòng tin mạnh như thế. Về đến nhà, những người đã được sai đi, thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Rõ ràng. Và trưa hôm nay, bốn người, một bà 90 tuổi, đi từ Cao Bằng Lạng Sơn, dắt bà 76 tuổi, với một đứa con dâu là 50 tuổi. Ba bà đi từ ngoài Cao Bằng Lạng Sơn, vô đến chùa Từ Một Vụ gặp. Con chỉ muốn gặp cha để con cảm ơn cha, vì lòng thương xót Chúa. Rồi chúng con lại đi về. Bà 90 tuổi, chị em nghĩ thế nào? Bà 76 tuổi. Rồi một cái anh ở ngoài Gia Lai Kon Tum, rồi một cái chị khác, toàn những người ngoài đạo thôi. Họ được ơn của Chúa, họ đến họ tạ ơn Chúa. Lòng tin của họ, tất cả là lòng tin. Chúa nói, con tin thế nào, con sẽ được như vậy. Amen. Thời gian nó cứ chạy vòng quanh như một cái trong chớp mưa. Sao con được lên trời? Làm sao con được lên trời? Muốn lên trời tuân theo luật Chúa, sống bác ngay giúp người khó khăn, biết chia sẻ cơm ăn áo ấm, cùng thực hành tám nỗi phụng thần. Thời gian nó cứ chạy vòng quanh như một cái trong chớp mưa. Chuyên đạo chuyên đời ngày 14 tháng 9, lễ suy tôn thánh giá. Chuyên đạo chuyên đời ngày 14 tháng 9, lễ suy tôn thánh giá. Vào đầu thế kỷ thứ tư, thánh Helena, mẹ của hoàng đế La Mã Constantinople, đến Jerusalem để tìm kiếm các nơi linh thiêng mà Đức Kitô đã từng đặt chân đến. Thánh nữ san bằng đền
Aphrodite, thần Hy Lạp, mà truyền thống cho rằng được xây trên phần mộ của Đấng Cứu Thế. Và sau đó, Constantino đã xây đền mộ thánh lên trên. Trong cuộc đào xới, các công nhân tìm thấy 3 thập giá. Truyền thuyết nói rằng một thập giá được coi là của Đức Giêsu khi thập giá ấy chữa lành một phụ nữ đang hấp hối khi thập giá chạm vào bà. Ngay sau đó, thập giá ấy trở nên mục tiêu cho sự sùng kính. Vào ngày thứ 6 tuần thánh ở Jerusalem, theo lời một nhân chứng, thập giá được lấy ra khỏi hộp đựng bằng bạc và được đặt trên bàn cùng với tấm bảng nhỏ có ghi hàng chữ mà Phi-la-tô đã ra lệnh treo trên đầu Đức Giê-xu. Sau đó, từ người một đến kính viếng, tất cả đều cúi đầu. Trước hết, họ dùng trán, sau đó dùng mắt để chạm đến thập giá và tấm bảng. Và sau khi hôn kính thập giá, họ mới lui bước. Cho đến ngày nay, các giáo hội Đông Phương, Công giáo cũng như chính thống giáo đều cử hành ngày tôn kính thánh giá vào tháng 9 để kỷ niệm ngày cung hiến đền mộ thánh. Dưới thời hoàng đế Heraclius thứ nhất, những người Ba Tư xâm chiếm Jerusalem và lấy mất phần chính của thánh giá thật mà thánh Helen, mẹ của hoàng đế Constantinople đã để lại. Heraclius nhất định chiếm lại thánh giá này. Ngài cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ và nung nấu lòng can đảm. Quả nhiên, lời cầu xin của vua được Chúa chấp nhận. Vua đã đánh bại được quân Ba Tư và trở về Constantinople giữa tiếng reo hò của dân chúng. Với những cành olive, những ngọn đuốc cháy sáng, thánh giá thật của Chúa được tôn vinh trong bầu khí khải hoàn. Hoàng đế tràn trời sung sướng muốn trở về Jerusalem với thánh giá này sau 14 năm lưu lạc. Nhà vua tiến vào thành thánh, nhưng trước khi lên núi Sọ, vua không thể bước đi được nữa, khiến mọi người đều kinh ngạc sợ hãi. Giáo trưởng Zachary hô lớn: "Tâu đức vua, chắc chắn phẩm phục của đức vua không xứng hợp với cảnh nghèo nàn và khiêm nhường của Chúa Giêsu khi vác thánh giá." Vua Heraclius vội cởi bỏ mọi phẩm phục sang trọng và thay bằng bộ quần áo nghèo hèn. Tức thì, nhà vua cất bước một cách dễ dàng. Và để tỏ ra sự khải hoàn, Chúa đã ban nhiều phép lạ cả thể trong ngày ấy. Từ đó, lễ kính thánh giá Chúa Giêsu được lập ra để nhắc nhở cho các thế hệ kỷ niệm này. Ý nghĩa của cây thánh giá đối với dân ngoại. Thập giá là một dụng cụ để xử tử phạm nhân mà người Phê-ni-si đã dùng trước hết. Cái đó người La Mã cũng dùng. Nhưng chính phủ La Mã chỉ dùng hình phạt này cho kẻ nô lệ, dân bị trị, những người thấp hèn và những người phạm các giống tội bị coi là nặng nề nhất như trộm cướp, ít khi áp dụng cho công dân La Mã. Đóng đinh trên thập giá là một hình phạt đau đớn, nhục nhã và độc dữ nhất. Trước hết, phạm nhân bị đánh đòn cách tàn nhẫn, rồi cả tay và chân đều bị những mũi đinh to xuyên qua và dính vào thanh gỗ. Bây giờ thập giá được dựng lên, máu ra nhiều, nhiệt độ trong người gia tăng thành một cơn sốt rất nặng. Phạm nhân bị kiệt sức, lưỡi bị khô cứng, các mạch máu sưng lên, các đường gân căng thẳng, toàn thân nhức nhối vô cùng. Thường thường phạm nhân bị thống khổ như vậy đôi ba ngày hoặc một tuần rồi mới chết. Thời gian ấy cầm bằng bao thế kỷ. Như vậy cây thập giá là dịp vấp phạm cho người ngoại. Thánh Phaolô đã nhận xét: trong khi người Do Thái đòi dấu lạ
và người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô đã bị đóng đinh vào thập giá. Cớ vấp phạm cho người Do Thái, sự điên rồ đối với người dân ngoại. Tại sao có thể sinh nhật một người chịu chết nhuốc khổ đến thế là Chúa? Nếu Ngài toàn năng, sao Ngài đành thinh lặng trước thái độ ngỗ nghịch của bao kẻ khôn ngoan? Thế lực gì kẻ bị chết trần truồng không mảnh vải che thân đó? Lý luận của người đời với trí suy hiểu tự nhiên, họ không thể thấy cao nhìn xa hơn được nữa. Cái chết của Chúa Giêsu có thể coi như một sự trúc dữ của Thiên Chúa. Ngài đã nhận cực hình của kẻ nô lệ. Nói đúng hơn, không những cực hình mà còn là nhục hình nữa. Đối với Kitô hữu, Chúa Giêsu đã dùng cây thánh giá để chuộc tội cho nhân loại. Nhờ cây thánh giá mà nhân loại được sống. Như thế, đối với chúng ta, cây thánh giá không còn đáng ghê tởm và kinh khiếp nữa. Trái lại, nó là niềm kiêu hãnh của chúng ta. Thánh tông đồ dân ngoại kể như mình đã bị đóng đinh vào thập giá với Chúa Giêsu, khoe về thập giá của Chúa Giêsu và lấy làm vinh dự rao truyền thập giá ấy bất cứ nơi nào. Ngài đã bốc được sự khôn ngoan trong thánh giá Đức Kitô, một thứ khôn ngoan mà người thông thái trần gian không có. Lời giảng về thập giá Chúa Kitô quả thực đối với những kẻ hư hỏng là điều điên rồ, nhưng đối với những ai được cứu rỗi như chúng ta lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì có lời chép: ta sẽ hủy diệt sự thông thái của người thông thái và phế bỏ sự khôn ngoan của người khôn ngoan. Người khôn ngoan đâu? Văn sĩ đâu? Người biện lý thế gian đâu? Nào Thiên Chúa đã chẳng khiến sự khôn ngoan của thế gian này ra ngu ngốc sao? Vì thế gian chẳng theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa để nhận biết Thiên Chúa, mà chỉ theo sự khôn ngoan riêng mình. Nên Thiên Chúa muốn dùng lời giảng điên rồ về thập giá Chúa Kitô để cứu rỗi những ai tin theo. Người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm triết lý, còn chúng tôi lại rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh. Đấng người Do Thái cho là gương xấu, còn dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những người Do Thái và Hy Lạp đã được Chúa gọi, thì Đức Kitô lại là sức mạnh và sự khôn sáng của Thiên Chúa. Vì sự điên rồ của Thiên Chúa còn khôn sáng hơn sự khôn sáng của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa còn lực lượng hơn sức mạnh của loài người. Thư thứ nhất Phaolô tông đồ gửi Côrintô, chương 1 câu 18 đến câu 25 chúng ta vừa mới nghe. Chính vì cây thánh giá đã đem đến cho nhân loại ơn cứu rỗi, nên giáo hội đã xưng tụng: kính chào cây thánh giá là niềm hy vọng độc nhất của chúng tôi. Trong bài ca vãn ngày thứ 6 tuần thánh cũng có câu: ôi thánh giá trung tín, là cây cao quý hơn mọi cây, không rừng nào có cây lá hoa trái như vậy. Ôi gỗ êm ái, gỗ mang thân nặng đóng đinh dịu dàng, hỡi miệng lưỡi, hãy ca hát chiến thắng vinh hiển, hãy công bố cuộc chiến thắng oai hùng trên thập giá. Đấng cứu độ thế gian, tự hiến tế đã toàn thắng. Thập giá và vinh quang. Chúa có thể cứu rỗi chúng ta bằng nhiều cách. Chỉ một giọt mồ hôi của Chúa đổ ra cũng đủ dư để cứu chuộc nhân loại. Nhưng Chúa Giêsu không muốn thế. Ngài muốn dùng một hình phạt ghê sợ nhất để thực hiện công cuộc cứu chuộc. Nhờ cây thập giá mà Chúa Giêsu đã lôi kéo mọi sự và mọi người về với Chúa. Khi nào chịu treo trên thập giá, ta sẽ kéo mọi sự về với ta. Nhờ cái chết đau thương ô nhục mà Chúa Giêsu đã phục sinh vinh thắng để đem lại cho ta sự sống dồi dào. Phải chết đi rồi mới sống lại được.
Không chết thì phục sinh làm sao? Hạt giống không mục nát ra, làm sao có thể trổ mầm và sinh hoa kết quả được? Chúa Giêsu đã nói, nếu hạt lúa mì không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Mà nếu hạt lúa mì mà chết đi, mà thôi đi, thì nó mới sinh ra nhiều bông hạt. Trong đời sống hàng ngày, ai cũng có kinh nghiệm về những thành công của mình hoặc của người. Không có thành công nào mà không được mua bằng hy sinh. Ông Cockney đã nói rất đúng, chiến đấu càng gian nan, khải hoàn càng vinh thắng, qua thập giá mới đến vinh quang. Vua Charles thứ năm một lần kêu hoàng tử đến và cho hoàng tử được lựa chọn. Trên bàn vua đặt một thanh kiếm và một chiếu thiên. Vua nói, con muốn chọn cái nào? Ngần ngừ một lúc, hoàng tử tiến đến chọn lấy thanh kiếm. Nhà vua hỏi, sao con lại chọn thanh kiếm mà không chọn chiếu thiên? Hoàng tử cầm thanh kiếm chỉ vào vương miện và đáp, nhờ thanh kiếm này con sẽ được chiếu thiên kia. Chúng ta noi gương hoàng tử để chịu khó ở đời này. Phần thưởng đời sau của chúng ta chỉ có thể mua được bằng thanh kiếm của những khó nhọc vất vả, những hy sinh hàng ngày, những công việc không tên tuổi, những công việc đều đều nhàm chán, những sự từ bỏ mình liên miên vì lúc vất vả, lúc thanh nhàn, không dưng ai bỗng đem tàn che cho. Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá, chúng ta cùng suy nghĩ về thái độ trước đau khổ. Vác thánh giá là một hình khổ. Hình khổ dĩ nhiên sẽ tạo nên đau khổ. Đau khổ lại man vạn trong đời sống hàng ngày. Thi hào Đăng Trê đã gọi là quả đất đẫm lệ. Thánh Vịnh là gọi quả đất là thung lũng nước mắt. Sách Khôn Ngoan nói, như tất cả mọi người trên trần, tôi đã cất tiếng kêu đầu tiên pha hòa trong nước mắt. Khôn Ngoan chương 7 câu 3. Ý tưởng sách Khôn Ngoan rất phù hợp với câu tục ngữ Việt Nam cất tiếng khóc chào đời. Người ta không chào đời bằng tiếng cười mà lại bằng tiếng khóc. Thi sĩ Nguyễn Gia Thiều trong Cung Oán Ngâm Khúc đã nói, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Thi sĩ Cao Bá Quát cũng đồng quan điểm như trên. Vừa sinh ra sao đã khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười khi. Trần gian đầy đau khổ, đó là một sự kiện, một thực tại phũ phàng mà mọi người phải chấp nhận. Nhưng xét cho kỹ, các đau khổ ấy cũng có cứu cánh của nó chứ không phải phi lý. Khổng giáo chuẩn bị Kitô giáo bằng cái nhìn sâu sắc về đau khổ, xem như phương thế hữu hiệu để hoàn bị hóa con người. Đức Khổng Tử nói, khi trời muốn trao cho ai một sứ mạng cao cả, trước hết trời đổ cay đắng vào tâm hồn họ, làm gân cốt họ ra suy nhược, buộc cơ thể họ phải nếm mùi đói khát, đưa họ đến chỗ tận cùng của đau khổ, cản trở và lật đổ những gì họ xây đắp. Có như vậy mới làm sống lại trong con người những tâm tình tốt đẹp, củng cố đức kiên nhẫn và mang lại cho con người những gì còn thiếu sót. Luân lý Tin Mừng cũng tuyên bố, nếu hạt giống không chết đi, ngươi không thể thấy thân mình nảy nở trong một đời Kitô hữu hoàn toàn. Vì rằng sự đổi mới của Chúa Giêsu không làm đảo lộn đời sống con người, không hủy bỏ đau khổ và sự chết, nhưng mặc cho đau khổ cái công dụng giúp con người và vũ trụ tân tiến. Nếu ta theo ý định của Chúa, nhận sự đau khổ và sự chết trong đức vâng lời, và vì lòng yêu mến Chúa và thương yêu anh em, thì đau khổ và sự chết hóa nên con đường độc nhất đưa đến sự sống lại vinh hiển, vĩnh viễn
cho ta và cho cả vạn vật. Khó khăn đau đến xảy đến cho con người như cơm bữa. Thánh Vịnh 42 câu 4 nói: đêm ngày nước mắt đã trở thành bánh con ăn. Như vậy đau khổ xảy đến không quan hệ, mà chỉ quan hệ ở chỗ thái độ của chúng ta thế nào trước những đau khổ ấy. Thái độ của chúng ta thế nào trước những đau khổ ấy? Ta nghĩ thế nào về hạt cát? Hạt cát có lợi hay có hại cho ta? Phải chấp nhận nó hay phủi nó đi? Nếu hạt cát rơi vào mắt ta, chắc chắn ta phải tìm cách phủi ngay đi, vì nó chỉ làm ta đau khổ. Nhưng nếu hạt cát đó lại rơi vào miệng một con sò thì sao? Con sò sẽ tiết ra một chất nhờn bao bọc lấy hạt cát và sẽ biến nó thành hạt ngọc. Vì thế người ta thường tìm sò hến để kiếm ngọc. Người ta kể sự cấu tạo ngọc trai như sau: khi một vật lạ, chẳng hạn như hạt cát, rơi vào cơ thể, tức phần ruột trong vỏ con trai, và ngay vào lớp giữa nhuyễn mạc của phần vỏ bên ngoài con trai, sau đó nhuyễn mạc sẽ cong lên và tạo thành một cái túi. Hạt cát lọt vào trong cái túi ấy. Việc nhuyễn mạc cong lên này cốt chỉ để ngăn ngừa sự cọ sát có thể làm con trai đau đớn. Dần dần, nhuyễn mạc nhả vào trong túi càng ngày càng nhiều để tránh sự đau đớn. Nhuyễn mạc bao quanh hạt cát và vô tình tạo thành hạt ngọc cho loài người. Việc cấu tạo thành ngọc trai có thể xảy ra từ 3, 4, 5 năm là viên ngọc đã tròn và sáng. Ngọc để lâu trong con trai càng lâu càng chắc và đẹp. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, một dòng nước có mang những vi sinh vật làm hại trai có thể đến với những con trai có mang ngọc. Lúc ấy viên ngọc sẽ chết và không còn giá trị. Xem như thế, chúng ta thấy đau khổ có thể trở thành dịp tốt cho ta nếu ta biết lợi dụng nó. Đau khổ trở nên tốt hay xấu là do thái độ của ta đối với nó. Vậy ta có thái độ nào? Tìm cách đẩy lui nó với thái độ bất mãn khó chịu, hoặc đón nhận vui vẻ và biến nó thành những hạt ngọc sáng chói. Chính những đau khổ ấy sẽ trở nên hòn ngọc quý giá, là những công phúc mà chúng ta bỏ vào kho trên trời. Chúng ta đã theo Chúa, vác thánh giá với Chúa, nhưng chúng ta có thể trung thành với người không, hay lại đứt gánh giữa đường? Chúng ta có bị liệt vào hạng thiếu nữ tân thời thay chồng như thay áo, những người chỉ chú trọng vào những thú vui đê hèn, hay chỉ tìm khai thác tiền của đến khi nhạt nhẽo thì bỏ, đến nỗi thi sĩ thế lữ đã phải than: tình người thay đổi tình người, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Chúng ta đã chọn Chúa Giêsu, lòng thương xót của Chúa, con đường lòng thương xót là con đường thập giá, con đường khổ đau, nhưng ta quyết trung thành với lòng Chúa thương xót, dù đắng cay trăm phần cũng chịu. Đi đâu cho thiếp đi cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Hãy dùng cây thập giá, ngước nhìn lên cây thập giá để có được sức mạnh can đảm mà chịu đựng, mà chấp nhận cảnh sống hiện tại với bao hy sinh đau khổ, để trung thành với tin mừng, để trung thành với lòng Chúa thương xót, và trung thành với ơn gọi ra đi loan báo, loan truyền lòng Chúa thương xót. Hãy quý mến thánh giá trên con đường loan truyền lòng Chúa thương xót như gương của tướng Caro. Người ta kể rằng tướng Caro bị tử thương, sau khi được chịu các phép sau hết, ông cầm lấy thánh giá mà vợ ông đã đeo vào của ông, rồi nói với các bạn: các bạn hãy can đảm lên giữa các cực nhọc và đau khổ của các bạn, đừng quên rằng cuộc đời là vắn vỏi. Và thật vô phúc nếu sau khi chết ta thấy rằng ta không hề biết thở lại tôn thờ Chúa Kitô. Mời các bạn, những con người đang đến với lòng Chúa thương xót, đang đi loan truyền lòng Chúa thương xót,
đang đi theo con đường lòng Chúa thương xót, thực hành lòng Chúa thương xót, hãy đi vào con đường thập giá, con đường đau khổ. Vì Chúa nói với Faustina rằng đau khổ có giá trị vô cùng, vì nó làm con đến gần ta hơn. Càng đau khổ càng siết chặt ta với lòng Chúa thương xót hơn, và ban sức mạnh để ta đi vào con đường lòng thương xót, con đường tình Chúa đã đi, đang đi và đang đồng hành với ta. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, máu gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Sống đúng sống đẹp thứ hai 14 tháng 9 2020. Nhẫn không phải vì bạc nhược. Chia sẻ của kiên định. Nhẫn không phải vì bạc nhược, khiêm nhường không phải vì sợ hãi. Nhẫn là một loại cây, dù bản thân đắng nhưng trái kết được lại dịu ngọt. Khiêm nhường là những tia sáng, dẫu sờ không được nhưng lại sưởi ấm nơi nơi. Nhẫn không phải là bạc nhược khiếp sợ, mà là trầm lắng tĩnh lại. Khiêm nhường không phải là sợ hãi lùi bước, mà là quan tâm cao thượng. Nhẫn là tinh hoa của văn hóa truyền thống, là thể hiện trí huệ của cổ nhân. Nhẫn theo thuyết văn giải tự nghĩa là năng lực, khả năng. Chữ nhẫn bao gồm chữ tâm là trái tim, và chữ nhận là lưỡi dao, dao đâm vào tim. Nếu vẫn đủ năng lực chịu đựng thì đó là nhẫn. Chu Vũ Vương, người sáng lập ra triều đại nhà Chu, đã để lại bài minh cho con cháu đời sau. Trong đó có câu: nhẫn chốc lát có thể bảo toàn tấm thân. Khổng Tử nói: việc nhỏ không nhẫn được thì hỏng việc lớn. Ông còn thuyết rằng: cơn giận một sớm để nhãng quên thân mình, lại liên lụy đến người thân. Chẳng phải hồ đồ mà mê lầm hay sao? Nhẫn là một loại mỹ đức, là kết tinh của trí tuệ và sự thiện lương, là mẫu mực của nội tâm mạnh mẽ. Trên bước đường mưu sinh, không tránh khỏi những thống khổ, trắc trở và khó khăn.
Đôi khi chúng ta phải chịu đựng sự đùa giỡn của số mệnh. Nếu không thể thay đổi hiện trạng thì cần học cách nhẫn nại và bao dung. Nhẫn nại và bao dung. Trương Lương là bậc danh thần khai quốc thời nhà Hán. Có câu chuyện kể rằng, thời trẻ, khi đang thong dong tản bộ trên cầu Hạ Phi, Trương Lương tình cờ gặp một cụ già đang ở trên cầu. Lúc ấy, cụ già đánh rơi chiếc giày xuống dưới cầu và nói với Trương Lương rằng, cậu bé, xuống lấy giày cho ta. Trương Lương rất ngạc nhiên, nhưng vẫn xuống dưới cầu nhặt giày. Trương Lương mang giày đến cho cụ già. Cụ nói, xỏ giày cho ta. Trương Lương lại quỳ xuống xỏ giày. Cụ già thấy vậy liền cười ha hả rồi bước đi. Vừa đi được một đoạn thì cụ già quay đầu lại và nói, cậu bé này có thể dạy dỗ được. 5 ngày sau, lúc bình minh gặp ta ở đây. Trương Lương lấy làm lạ, bèn quỳ xuống đáp, xin vâng. 5 ngày sau vào lúc bình minh, Trương Lương đến nơi đã thấy cụ già đang ở trên cầu rồi. Cụ vừa nhìn thấy Trương Lương thì giận dữ nói, có hẹn với người già mà lại đến sau là sao vậy? 5 ngày nữa gặp lại. Nói rồi cụ bỏ đi. 5 ngày sau, Trương Lương dậy sớm đến chỗ hẹn từ khi gà gáy. Nhưng cụ già đã đến trước. Cụ lại giận dữ nói, lại đến sau là sao vậy? Cụ bỏ đi và nói, 5 ngày sau lại đến. 5 ngày sau, Trương Lương đi từ lúc nửa đêm. Đến nơi được một lúc thì cụ già tới. Cụ vui mừng nói, nên như thế. Rồi cụ lấy ra một bộ sách và căn dặn, đọc sách này có thể làm thầy đế vương. 10 năm sau sẽ hưng thịnh. 13 năm sau cậu gặp ta ở Tây Bắc, Hoàng Thạch, dưới chân núi Cốc Thành, chính là ta. Nói rồi cụ già quay lưng bước đi. Trương Lương nhìn bộ sách, trên đó ghi dòng chữ Thái Công Binh Pháp. Từ đó cậu thường xuyên đọc sách, nhờ đó mà trí huệ mở mang, trở thành một bậc thầy mưu lược bên cạnh Lưu Bang. Trương Lương có thể nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, ức chế được sự cương ngạnh của tuổi trẻ, nhờ đó mà đắc được thiên thư, giúp cậu thành tựu đại nghiệp. Nhẫn là biểu hiện của trí huệ. Nhà văn William Shakespeare từng nói, dung nhẫn là trí huệ lớn nhất. Trong cuộc sống, khi gặp phải nghịch cảnh, hãy học cách nhẫn nại. Trong cuộc sống, khi gặp phải nghịch cảnh, hãy học cách nhẫn nại. Có thể nhẫn được việc người khác không thể nhẫn, mới có thể đắc được những thứ người khác không thể đắc. Nếu cứ tiến thẳng về phía trước, đương nhiên sẽ gặp phải bóng tối. Nhưng khi vượt qua giai đoạn tối tăm, ta sẽ đón nhận được ánh sáng huy hoàng. Lão Tử giảng, cái thiện cao nhất giống như nước. Nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà không tranh giành. Đặc tính của nước là tồn tại vì vạn vật, không tranh giành cao thấp, không so bì thiệt hơn, cũng không khoe khoang bản thân mình. Người thiện tự như nước. Nước nuôi sống vạn vật, không chỗ nào không chảy đến, nhưng lại hạ mình ở nơi mà tất cả mọi người đều không thích. Vì vậy nên gần với đạo. Người thiện thì tâm trí luôn trầm tĩnh, đối xử chân thành với mọi người, hữu ái và không vụ lợi. Lời đã nói ra là sẽ thủ tín, giữ lời, không thất hứa. Công việc giỏi về xử lý, tinh giản,
sự nghiệp giỏi về phát huy sở trường, hành động giỏi về nắm chắc thời cơ. Bởi không tranh, không giành, cho nên không sợ thiệt, không sợ mất, cũng sẽ không oán người, trách người. Người tu đạo cũng bàn về nhẫn. Xích Tùng Tử từng nhắc nhở đệ tử, có thể nhẫn thì sẽ không bị sỉ nhục. Tôn Chân Nhân nói, nhẫn nhượng có thể làm việc xấu tự biến mất, tự xem xét bản thân thì tai họa sẽ không rơi lên thân mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng, ta lĩnh ngộ được sự tinh túy của không tranh giành chính là đệ nhất thiên hạ. Ngài lại nói, trong 6 phương pháp siêu độ và hàng ngàn phương pháp tu hành, nhẫn nhịn chính là hàng đầu. Tự cổ chí kim, bí kiết của người thành đại sự chính là sự nhẫn này. Câu Tiễn nằm gai nếm mật, chịu kiếp nô lệ 10 năm. Hàn Tín cam chịu nỗi nhục chui qua háng. Hoàng đế Khang Hy vì diệt trừ Ngao Bái, dẹp loạn Tam Phiên mà đã âm thầm nhẫn nhịn suốt nhiều năm trời. Tăng Quốc Phiên có câu danh ngôn rằng, nhẫn được 1000 sự phiền, thu được 1 tâm sáng. Muốn nhẫn được sự phiền toái, phải học được cách nhẫn nại. Việc nhỏ không từ, việc lớn không vội, bận mà không loạn. Khi trải qua những tháng ngày đen tối, nhìn không thấy phương hướng cuộc đời, bế tắc khiến bạn muốn buông xuôi từ bỏ, thì hãy cứ kiên trì thêm một chút, chờ đợi thêm một chút. Trong quá trình thoát ra khỏi cái kén, thường sẽ có thống khổ. Nhưng hễ trở thành bướm bướm thì sẽ nhìn thấy được thế giới tươi đẹp muôn màu. Nhẫn một lúc, sóng yên biển lặng. Lùi một bước, biển rộng trời cao. Nhẫn không phải là tôi sợ bạn, mà là tôi tôn trọng bạn. Không phải là tôi không bằng bạn, mà là tôi bao dung nhường nhịn bạn. Nhẫn không phải là đầu hàng cam chịu, mà là chỗ nào có thể nhường thì nhường, có thể lùi thì hãy lùi một bước. Đó là đại khí phách của bậc quân tử trượng phu. Trong cuốn Đệ Tử Châm Ngôn, Sùng Lễ Nhượng viết rằng, hãy khiêm nhường cẩn trọng. Người tự khoe mình trí huệ thực ra không phải là bậc trí huệ chân chính, mà khiêm nhường ấy mới là đại trí huệ. Kẻ thể hiện mình dũng cảm thực ra không phải là người dũng cảm. Dũng cảm mà khiêm nhường ấy mới gọi là bậc đại dũng. Khiêm nhường không phải là lùi lại phía sau, mà là biết thuận theo tự nhiên, tùy kỳ với tự nhiên, không quá bận tâm, không quá chấp nhất. Phàm mọi chuyện nhường một chút, đâu phải việc gì cũng phải tranh với người khác. Nhẫn không phải là bạc nhược khiếp sợ, mà là trầm lắng tĩnh lại. Khiêm nhường không phải là sợ hãi lùi bước, mà là cao thượng quan tâm. Nhẫn nại là đại trí huệ, khiêm nhường hiển lộ nhân cách lớn. Nhẫn nại là cây cỏ, dãi gió dầm sương nhưng tươi tốt ngọt ngào. Khiêm nhường là tia nắng, nép mình sau mây nhưng chiếu sáng muôn nơi. Nhẫn nại không phải là sợ sẽ chịu thua, mà là yên tĩnh như côn trùng ngủ đông. Khiêm nhường không phải là co ro lùi bước, mà là thể hiện của bản lĩnh kiên cường. Shakespeare từng nói,
nhẫn nại bao dung là trí huệ lớn nhất. Đương nhiên, nhẫn nại không phải đầu hàng hay sợ sệt, nhận thua vô điều kiện, mà là khí phách, là bản lĩnh của bậc chính nhân. Nếu có thể khoan dung cho người thì hãy khoan dung tha thứ. Nếu có thể lui bước nhường đường thì hãy cứ bình thản mà bước lui. Trong giao tiếp giữa người với người, chớ nên tính toán so đo cửa miệng, cũng chớ tranh cãi được thua với những kẻ không đáng tranh luận. Về những vấn đề không ảnh hưởng đến việc lớn, không mấy quan trọng thì hãy nhượng bộ. Nhường một bước, nhẫn một chút, chớ để tình cảm xúi dục, hãy làm một người khí phách phong độ. Khi đối diện với những hành vi chiếm lợi, những câu cười đùa châm chọc, đâu cần phải để nó trong tâm, đâu cần phải so đo tính toán với những người như thế. Nếu cũng so đo tính toán với họ thì bạn đã biến thành giống như họ rồi. Nhẫn có thể giúp nội tâm thanh tĩnh, từ đó mà sinh ra trí huệ, cũng là bảo bối để đối nhân xử thế. Khiêm nhường phản ánh tấm lòng của mỗi cá nhân, thể hiện ra nhân cách của cá nhân. Người lòng dạ nhỏ hẹp, hẹp hòi, nhân cách nhỏ mọn thì việc gì cũng so đo tính toán, việc gì cũng muốn tranh phần, chiếm phần lợi cho mình. Khổng Dung 4 tuổi biết nhường lê cho anh, đó là loại khiêm nhường. Tình bạn giữa Quản Trọng và Bảo Thúc Nha được thế nhân ngợi ca là do Bảo Thúc Nha khiêm nhường. Khiêm nhường chính là có thể khách quan đánh giá bản thân, đứng tại góc độ của người khác để suy xét vấn đề. Khiêm tốn cẩn thận mà tự khoe trí huệ bản thân thì không phải là trí huệ. Trí tuệ khiêm nhường mới là đại trí tuệ. Tự khoe cái dũng của mình không phải là dũng, cái dũng khiêm nhường mới là đại dũng. Khiêm nhường không phải là để bạn xuất đầu lộ diện, việc gì cũng co đầu lùi lại phía sau, mà là muốn bạn đừng quá chấp trước, đừng cố đi vào ngõ cụt. Mỗi việc mà nhường nhịn một chút thì không cần thiết việc gì cũng phải tranh với người ta. Khiêm nhường là một loại tu dưỡng, hơn nữa còn là một loại nhân cách. Nhẫn nại là một loại trí tuệ, khiêm nhường là một loại nhân cách. Học được nhẫn nại mới có thể trưởng thành, học được khiêm nhường mới có thể chín chắn. Nam Phương. Chúng ta vừa nghe những chia sẻ của Nam Phương và kiên định. Nhẫn không phải là bạc nhược, khiêm nhường không phải là vì sợ hãi. Chúa Giêsu là mẫu gương của sự nhẫn nại và khiêm nhường, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Lòng thương xót ấy được thể hiện qua sự kiên nhẫn đợi chờ và khiêm nhường hạ mình thẳm sâu. Phận là phận một vị Thiên Chúa mà không giành lấy cho mình vị trí ngang hàng với Thiên Chúa, mà hạ mình xuống tận đất thấp, sống như một người phàm ở giữa con người, như là thân phận của kẻ tội lỗi. Khiêm nhường đến mức Thầy là Thầy, là Chúa, mà còn cúi xuống rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Nhẫn nại như là người cha ngày ngày đứng chờ đứa con hoang đàng quay trở về để thương xót tha thứ. Nhẫn nại là đợi chờ, không sốt ruột, chờ cho lúa và cỏ lùng cùng lớn lên, đến mùa gặt thì sẽ nhổ cỏ lùng ném sang một bên, lúa tốt thì đưa vào kho lẫm. Kẻ lành người dữ đang sống chung với nhau trong thế gian này, Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ.
cho người giữ được ơn sám hối quay trở về. Chúa vẫn để cho những người lành sống chung với người giữ để tập cho họ đức khiêm nhường và lòng nhẫn nại, để tập cho họ biết chấp nhận những người khác và lòng thương xót, sự kiên nhẫn và khiêm nhường của những người lành, của những người bước đi trong ánh sáng của lòng Chúa thương xót sẽ giúp cho những người đi trong bóng tối, những người cao ngạo, những người nóng ruột, những người không muốn đợi chờ được ơn hoán cải quay trở về với lòng Chúa thương xót để họ cũng được cứu độ. Có nhiều lần, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta cảm thấy sốt ruột vô cùng, cái gì cũng muốn nhanh, fast food, thức ăn nhanh, làm nhanh, đánh nhanh, rút gọn, cái gì cũng muốn làm nhanh, gọn. Rất là sốt ruột khi phải đợi chờ, mà phải hát rằng là đợi chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn căm, chờ một giây nghe bằng thế kỷ dài, em không lại anh, vân vân. Thưa anh chị em, Chúa như là người tình vẫn kiên nhẫn đợi chờ những người mà mình yêu quay trở về với mình. Lòng thương xót được biểu hiện qua sự kiên nhẫn, bao dung và khiêm nhường, như Đức Maria đã từng hát lên lời kinh: linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý à, thần trí tôi mừng vui vời vợi trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã du thương, đoái nhìn phận hèn tôi tớ, vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt những người, rồi người hạ những người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Đức Maria đã nhận ra quyền năng lòng thương xót của Chúa. Mẹ ngợi khen vì Chúa lật đổ những người cao ngạo, người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người khiêm nhường. Những người giàu có thì ra về tay không, và kẻ nghèo được Chúa ban no đầy ơn phúc. Xin cho mỗi người chúng con tông đồ của lòng Chúa thương xót, khi đi loan truyền thực hành lòng thương xót, biết kiên nhẫn, bao dung và khiêm nhường như Chúa Giêsu là đấng nói với chúng con: hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Amen. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa sống thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin khao của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chí thánh, mẫu mình con Cha đầy tấm linh hồn và thiên tính, để đem những tội tình của loài người chúng sinh, Ngài trên treo thâm hình đem ta về dòng nước tái sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi
mỗi chúng con đặt vào Chúa lòng tin thánh của mỗi.